Hội sách Cần Thơ 2019 diễn ra liên tục trong 7 ngày, từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 tại công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều. Lễ khai mạc hội sách sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối ngày 25 tháng 3, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Ông Đỗ Quang Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ cho biết như trên, tại buổi họp báo về hội sách Cần Thơ lần thứ 3 năm 2019 vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ, có khoảng 70 đơn vị đăng ký tham gia với gần 300 gian hàng của các nhà xuất bản, công ty phát hành sách, công ty kinh doanh văn hóa phẩm, vân vân. Hơn 196.000 tên sách với 2.320.000 bản sách sẽ được trưng bày và bán tại hội sách. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút từ 400 đến 450.000 lượt khách tham quan hội sách lần này. Để hội sách Cần Thơ diễn ra đúng tiến độ, trước ngày hoạt động 3-4 ngày, nhiều công ty nhà sách đã tạo kết sách, tổ chức trưng bày tại công viên Lưu Hữu Phước. Hội sách năm nay có nhiều hoạt động hấp dẫn như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách, giao lưu với tác giả sách biên khảo về Cần Thơ, soạn giả Nhâm Hùng, nhà văn Dương Thành Truyền. Các cuộc thi sách, vẽ tranh dành cho thiếu nhi, tổng kết cuộc thi tuyên truyền giới thiệu sách Cần Thơ thành phố mến yêu, sơ khảo cuộc thi đại sứ văn hóa đọc vân vân cũng được tổ chức. Ngoài ra, nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm từ 45 tới 50% giá bìa và quà tặng hấp dẫn, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách.